bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ngồi thiền có thể chấm dứt sinh tử. Vào những năm cuối của triều đại Bắc Tống, Trung Quốc có một vị anh hùng dân tộc tên là Nhạc Phi. Cha qua đời khi ông còn thơ ấu. Mẹ ông là một người hiền đức, có trí huệ. Cả hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Nhạc Phi được mẹ dạy học và dạy viết. Bởi nhà quá nghèo, không có tiền mua giấy bút và mực, nên Nhạc Phi phải tập viết chữ trên cá. Thế mà về sau, ông nổi tiếng viết chữ đẹp. Đến lúc trưởng thành thì ông đầu quân, mẹ ông lúc ấy xăm trên lưng ông 4 chữ, Tận Trung Báo Quốc, để nhắc ông phải luôn ghi nhớ chí nguyện lớn lao cứu nước cứu dân. Lúc bây giờ, quân Kim xâm lược Bắc Tống, chiếm Biện Kinh, tức Khai Phong, đầy hai vua Hồi Tông và Khâm Tông lên miền Bắc. Hồ Tông là vua đã thoái vị, có hai người con là Khâm Tông và Khang Vương. Khang Vương lúc ấy đang ở Hàng Châu, liền lên ngôi đặt tên nước là Nam Tống, tự xưng là Tống Cao Tông, phong Tần Cối làm tướng quốc. Đương thời các quan văn thì chủ trương hòa giải với quân Kim, nhưng các quan võ thì chủ trương chiến tranh. Lúc bấy giờ Nhạc Phi đại thắng quân Kim ở Trấn Chu Tiên rất gần Biện Kinh, và dự định tiến đánh kinh đô quân Kim ở Hoàng Long, tức Kiết Lâm, Nông An bây giờ. Chẳng may Nhạc Phi bị Tần Cối đố kỵ và dùng 12 đạo kim bài giả để triệu hồi về kinh thành. Nhạc Phi vốn mang tư tưởng trung quân ái quốc nên văn mệnh vua trở về kinh đô. Lúc tới sông Trường Giang, đi ngang qua chùa Kim Sơn, ông vào bái kiến thiền sư Đạo Duyệt. Thiền sư Đạo Duyệt khuyên ông đừng trở về kinh thành, hãy ở lại chùa Kim Sơn ở Trấn Giang xuất gia tu hành thì có thể tránh được tai nạn. Song Nhạc Phi vốn có thường sống chết, và lại nghĩ rằng bổn phận kẻ làm tướng là phải tuân mệnh vua, không cho rằng tướng ở ngoài trận địa có lúc không phải tuân theo lệnh vua. Do đó, ông đã không nghe lời khuyên của thiền sư Đạo Duyệt. Lúc chia tay, thiền sư tặng cho ông một bài kệ. Tuế đệ bất túc, cẩn phòng thiên khốc, phụng hạ lưỡng điểm, tương nhân hại độc. Nghĩa là chưa đến cuối năm, đề phòng trời cốc, dưới phùng hai chấm, hãm hại ngươi đấy. Khi Nhạc Phi về tới Hàng Châu, Tần Cối dùng 3 chữ mạc tu hủ, nghĩa là bịa đặt, để hạ lệnh bỏ tù 2 cha con Nhạc Phi. Gần đến ngày thọ hình, Nhạc Phi mới chợt hiểu thâm ý bài kệ của thiền sư Đạo Duyệt. Năm ấy, ngày 29 Tết, trời mưa tầm tã, Nhạc Phi ngồi trong ngục lắng nghe tiếng mưa rơi, và chợt vỡ lẽ rằng đại nạn đã gần kề. Lời tiên tri của thiền sư Đạo Duyệt cuối cùng đã ứng nghiệm. Phụng hạ lưỡng điểm, nghĩa là dưới chữ phụng có thêm 2 chấm, tức là chữ Tần, ám chỉ Tần Cối. Quả nhiên, Nhạc Phi sau đó bị xử chém tại Phong Ba Đình. Bây giờ Tần Cối hỏi Đa Phủ, Nhạc Phi khi sắp bị chém có nói gì chăng? Đa Phủ đáp, tôi chỉ nghe y nói rằng y hối hận vì không chịu nghe lời thiền sư Đạo Duyệt ở chùa Kim Sơn, nên mới nhận lãnh hậu quả thê thảm này. Nghe vậy, Tần Cối vô cùng tức giận, liền phái Hà Lập tới chùa Kim Sơn để bắt thiền sư Đạo Duyệt. Nhưng thiền sư trong khi nhập định một ngày trước đã biết được nhân duyên này, nên ngài đã để lại một bài kệ. Hà Lập tự Nam Lai, ngã vạn Tây Phương Tẩu, nhược phi Phật Pháp Đại, khải bất lạc tha thủ. Nghĩa là Hà Lập từ Nam đến, ta nhắm Tây Phương đi. Phật Pháp nếu không tường, ắt lọt vào tay hắn. Chuyện này chứng minh rằng khi công phu thiền định của người tu đạt tới cực điểm thì có thể kiềm chế được sinh tử, muốn lúc nào vãng sinh cũng được, tự mình điều khiển định mệnh. Đó là một điều rất là bình thường. Thuở xưa, các thiền sư đều có công phu như vậy, tự do sống chết, tòi tâm như ý. Đời đường có vị thiền sư tên Đặng Ẩn Phong, có thể lộn ngược đầu xuống đất mà viên tịch. Gần đây có vị Phật sống ở chùa Kim Sơn đứng mà viên tịch. Đó đều là nhờ có công phu thiền định nên họ có thể đến và đi tự do, không bị hạn chế chi cả. Hòa thượng Tiêu Hóa giảng trong khóa thiền thất tháng 12 năm 1980. Ha ha ha, 闻三摩地所